Xin chào tất cả mọi người. Đầu xuân năm mới, Hiệp Alo xin kính chúc tất cả mọi người và quý khách hàng một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công, may mắn và an khang thịnh vượng. Hôm nay em báo giá một số, hôm nay em báo giá khoảng 10 cặp loa. 10 cặp loa của các thương hiệu như kiểu Bose của Mỹ, JBL của Mỹ, và Tannoy của Anh Quốc, BVG của Anh Quốc và chiếc lọc xì của Mazda. Thì hôm nay em sẽ báo giá nhanh nhé. Em báo giá nhanh để các bác bắt đầu chốt cái mã nào thì kết bạn Zalo với em thì em sẽ gửi thêm hình ảnh cho các bác xem nhé, báo giá nó chi tiết luôn. Thì video đầu hôm nay thì em sẽ có những cái món quà nó trị giá khoảng 100-200 nghìn, từ 100 nghìn đến 200 nghìn, và những cái lì xì để tặng thêm cho quý khách hàng để năm mới được may mắn. Đấy. Thì những cái phong bao lì xì nó trị giá từ 100 nghìn đến 200 nghìn thì sẽ được tặng kèm vào những cái món quà này nhé, và những cái sản phẩm này các bác nhé. Thì bác nào mua những cái món nào thì cứ đặt cọc thôi, đặt cọc chốt đơn thôi. Đặt cọc chốt đơn rồi là các bác có thể xem hình ảnh thì các bác phải kết bạn Zalo với em sẽ chụp ảnh cho các bác xem. Đấy. Rồi báo giá chi tiết. 10 cặp loa các loại, thì đầu tiên em sẽ báo giá một chiếc lọc xì của Amazon đến từ Nhật Bản. Amazon EQ515. Mazan EQ515. Lọc xì mỗi bên có 10 cần gạt đây. Chiếc lọc xì này nó về rất là đẹp, trong tình trạng rất là đẹp luôn, riêng nguyên bản và hoạt động tốt các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Nói chung là hàng đã qua sử dụng mà đẹp như này thì rất là đẹp rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là các cái đầu vào đầu ra này. Mazan EQ515. Cái điện thoại của em lấy led hơi chậm ạ. Đấy là EQ515. Điện AC 100V. Công suất 7W, Margin Japan, rất là đẹp. Cái này nó có hai phiên bản nha, một phiên bản là cái đằng sau nó bằng tôn nó hay rỉ, còn cái phiên bản này phiên bản mà nó sơn tĩnh điện nhá, cho nên là cái này phiên bản này nó không bị rỉ, rất là đẹp luôn, riêng nguyên bản. Chiếc lọc xì Equi Mazan 515 này đẹp zin đẹp này có giá là 3.500.000 nhá, 3.500.000 đã bao gồm cước vận chuyển và tặng thêm một phong bao lì xì. Một phong bao lì xì trị giá từ 100.000 đến 200.000 thì sẽ gửi kèm thêm vào cái sản phẩm này các bác nhé. Tiếp theo là một cặp bo xe 314. Cặp bo xe 314 này thì nó cặp này cũng còn zin đẹp nhá, zin đẹp hết. Thì cái cặp này nó về nó bị mất cái tem bo xe này, nó bị mất cái chữ bo xe đằng trước này. Cặp này em sẽ bán rẻ nhá, bán rẻ hơn mấy cặp những cặp bình thường gần 1 triệu. Đấy, cái dòng này thì nó rất là đắt, cái dòng này thị trường thậm chí có lời lên tầm 9 triệu một cặp nhá. 9 triệu hơn 9 triệu một cặp này thì những cái cặp mà nó tem mác đầy đủ thì em sẽ bán tầm trên 7 triệu một tí, còn cặp này nó bị thiếu tem nhá. Các bác không nào không quan trọng thì các bác phải mua cặp này về chơi. Và các bác mua cặp tem về bo xe về các bác dán đây cũng được. Đấy. Cặp bo xe 314 này em sẽ bán cho các bác là giá 6.500.000 nhá. Giá 6.500.000 đã bao gồm phí vận chuyển và kèm thêm một phong bao lì xì nữa. Để tặng kèm thêm nhá các bác nhá. Một phong bao lì xì nữa. Thì những cái sản phẩm này thì những cái sản phẩm mà tặng kèm lì xì đầu năm này thì em chỉ có trong ngày hôm nay nhé. Các bác nào chốt trong ngày hôm nay thì em sẽ tặng thêm một phong bao lì xì. Còn từ ngày mai là sẽ không có nhé. Từ ngày mai sẽ không có. Thì hôm nay là ngày đầu xuân thì em khai xuân thì tặng kèm thêm lì xì cho các bác với mong muốn là đầu năm được may mắn. Đấy, cả người mua lẫn những người bán các bác nhé. Cặp bo xe 314 này em sẽ bán với giá là cái cặp bo xe 314 này là cấu hình là một cái lo bát đường kính 20cm nhé, một lo chung và một lo tép. Đấy, trở kháng tao ôm công suất nó khoảng hơn 100W thì em chỉ báo giá sơ qua nhé. Hôm nay em chỉ quay sơ qua và em báo giá thôi. Thì các bác nào muốn chi tiết cụ thể các bác có thể kết bạn Zalo với em thì em sẽ chụp hình rồi em báo giá chi tiết và tư vấn thêm cho các bác nhé. Đấy. Cặp bo xe 314 này là em bán là giá 6.500.000. 6.500.000 đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm thêm một phong bao lì xì nhé. Tiếp theo là một cặp Tannoy CV5. Cặp này thì nó là cặp loa đồng trục nhé, đồng trục đường kính khoảng 12.5cm. Công suất 100W trở cả 8 ôm. Dòng này các bác vừa nghe nhạc vừa kết hợp trợ lời cho các bộ dàn karaoke rất là tốt nhé. Cặp loa Tannoy CV5 này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, cặp này hôm nay em bán với giá các bác là 3.800.000. 3.800.000 bao gồm phí vận chuyển và tặng thêm một phong bao lì xì. Tiếp theo là một cặp loa BVK của Anh Quốc. Cặp loa này nó có model là BVK Solid. Cặp này thì nó một cái cấu hình một cái loa bát đường kính khoảng 12cm, một cái loa tép bên trên.
Đấy, công suất 150W max và trở cả tang ôm. Cái này nó có chân luôn nhá, nó có chân luôn. Cặp này thì em bán 3 triệu rưỡi bao ship này bạn này. 3 triệu rưỡi bao ship, bao ship 3 triệu rưỡi bao ship tặng kèm thêm một phong bì, một phong bao lì xì nhá nhá. Dòng này tiếng rất hay nhá. Dòng này tiếng thì cá nhân em đánh giá nó tốt hơn cái dòng Tannoy CP5 này. Tốt hơn nhá, mà giá dòng này nó rẻ hơn. 3 triệu rưỡi thì bao ship. Tiếp theo là một cặp JBL con trôi. JBL con trôi Xtreme này con này. Đấy. Ở cái bộ đen này nó sử dụng một cái loa bát đường cấu hình đường khoảng đường kính khoảng 12 cm và một cái loa bát đường kính khoảng 12 cm, một cái loa tép đôm. Đấy. Cái dòng JBL này thì họ không ghi công suất, họ không ghi công suất, không ghi trở kháng nhé. Công suất của nó tự động, công suất tự động, trở kháng tự động. Đấy. Một cái loa bát đường kính 12 cm, một cái loa tép, công suất của nó này nó khoảng hơn 100W một chiếc và trở kháng khoảng 8 ohm. Cặp này thì có giá là 2.500.000 nhé, 2.500.000 bao ship. Tiếp theo là một cặp JBL Controy 3 Pro. JBL Controy 3 Pro này, một cái lo bát đường kính khoảng 12 cm, một cái lo tép đôm, nó tép rất là to, tép mặt trăng nhé. Đấy. Công suất tự động, trở kháng tự động. Cặp này thì em giao lưu với các bác là giá khoảng giá 2.8 nhé, 2.8 bao ship, tặng kèm phong bao lì xì. Các cái dòng loa này thì các bác vừa nghe nhạc, vừa kết hợp trợ lời cho các bộ dàn karaoke, treo cửa hàng quán cà phê rất hay nhé. Mấy cặp loa lời này, các bác. Ba cặp loa này, mấy cả cặp loa này. Đấy. Còn cặp này thì các bác hát gia đình rất hay. Cặp này các bác hát gia đình trong cái phòng từ 20-25m rất hay nhé. Còn các bác nào phòng rộng hơn thì có thể thêm một cặp loa lời, hoặc thêm các bác nào có điều kiện thêm khoảng hai cặp như này nhé. Hát rất là hay. Đấy, ở đây phòng to đấy, phòng rộng đấy. Tiếp theo là một cặp bo xe 121 nhé. Bo xe 121, dòng này là dòng cao cấp nhé, dòng này rất là đắt tiền. Cấu hình một cái loa toàn giải đường kính khoảng 12 cm, đây con muỗi các bạn này, muỗi đây, muỗi đậu rồi. Cặp loa này zin đẹp nhá, zin đẹp, một cái nói chung là góc cạnh đẹp, lưới đẹp. Tuyến loa zin hết luôn nhá. Cặp loa này thì cấu hình một cái loa bát toàn giải đường kính 12 cm. Đấy. Trở kháng 6 ohm và công suất của nó dòng này RMS, công suất RMS là 60W, còn công suất chịu tải tối đa của nó khoảng hơn 100W thôi nhá. Đấy, cặp này thì em giao lưu với các bác đầu xuân, giao lưu với các bác là giá 3.500.000 bao ship. Tiếp theo là một cặp bo xe 301 PIB. Cặp này là cặp màu đen nhá. Đấy, năm ngoái này, em về mấy cặp màu trắng này bán hết rồi. Cặp màu đen mà cặp mới về nhá. Cặp màu đen là cặp mới về các bác này, mới về cặp màu đen. Cặp này rất là đẹp luôn các bác. Cái lưới em chưa giặt nữa. Cái lưới em chưa giặt, nhìn nó vẫn còn bụi bẩn này. Cái giặt đi rất là sạch, rất là đẹp. Đấy, quan trọng là mặt tiền nó đẹp nhá. Mặt tiền nó đẹp, nó không có lỗ thủng. Đấy. Góc cạnh nó rất đẹp. Các bác nhìn cái lưới nó không có lỗ thủng nhá. Loa di nguyên bản hết nhé, loa di nguyên bản hoạt động tốt. Đấy, tất cả các sản phẩm trong video ngày hôm nay thì tất cả em đều bao zin, bao xịn và bao hoạt động hết cho các bác nhé. Đấy. Còn em qua này em chưa mở ốc luôn, chưa mở ốc nhé. Đấy. Những cặp loa này thì cũng có những cặp em chưa mở ốc luôn, đấy, chưa mở ốc tại vì em không thời gian nhé. Em công việc rất là nhiều, công việc gia đình rất là nhiều, rất là bận. Cho nên là cái cặp này lưới em chưa giặt luôn này, lưới chưa giặt nhưng nhìn rất là đẹp. Cặp loa này em giao lưu các bác là giá 3 triệu bao ship, bo xe 111 PIB, công suất max, công suất từ 45W cho đến 150W max và trở kháng 6 ohm. Đấy, loa sử dụng cấu hình một cái loa toàn giải đường kính 12 cm, chữ bo xe rất là to nhé, chữ tem nhôm. Cặp này 3 triệu bao ship nhé, 3 triệu bao ship tặng kèm phong bao lì xì. Tiếp theo là một cặp bo xe 101, cái dòng này là rất là hiếm nhé, dòng bo xe 101 rất là hiếm, dòng này là dòng lưới sắt đâu này, lưới sắt. Cái dòng này là dòng lưới sắt thôi nhá, lưới sắt. Để các cái nứa đan vào nhau, nứa đan vào nhau rất đẹp, có chữ bo xe này. Cái dòng bo xe 101 này thì nó có rất nhiều là cái mã khác nhau, nhưng mà cơ bản chất âm là như nhau nhá. Đấy, bo xe. Đằng sau có chữ bo xe này. Dòng này là dòng 101 Starge 45W max 45W RMS và công suất 150W max trở 6 ohm, series 79753. Cái dòng này là dòng phiên bản giới hạn nhé, phiên bản giới hạn nó chỉ có 4 số thôi. Đấy, series nó chỉ có 4 số thôi. Dòng này nó là có 3 đường vào này, đường vào cắm dây này, đường vào 6 ly này và đường vào giắc carbon này các bác. Dòng này rất là hiếm. Đấy, phiên bản giới hạn series 4 số thôi. Cặp này thì em giao lưu các bác là giá 2.700.000 thôi nhá. 2.700.000 cặp loa bo xe 101 này. 2.700.000 bao ship tặng kèm phong bao lì xì. Cặp này các bác có nghe nhạc ghép trợ lời karaoke rất hay. Đấy. Tiếp theo là một cặp loa BVK của Anh Quốc.
Cặp này nó là model của nó là LCG60S2. S2 LCG60S2 mình nhá. Nó sử dụng một cái loa bass đường kính khoảng 14 cm, 14 hoặc 16 thì đấy, rất là nhìn rất là to. Đấy, gân cao su này. À, có cái nón rốn rốn đầu đoạn, rốn nhìn nhiều tên lửa này, đấy, rốn tên lửa mang Kevlar này. Gân cao su rất là bền. 2 4 6 8 con ốc nhá. 8 con ốc bass này con này. Đấy. Loa zin nguyên bản hết luôn nhá. Hai cái loa bass đường kính khoảng 14. Loa này nó khoảng 14, 14 hoặc 16 đấy. LCG60S3. Công suất 120W trở kháng 8 ohm. Đấy, và một loa tép đôm màng nhôm này, đấy, rất đẹp. Cái loa tép rất là đẹp. Đấy, bên này thế này, loa bass này. Cặp loa này rất là đẹp rồi nhá. Đấy, nguyên mộc này, các bạn. Cái gỗ nó nguyên mộc, chưa spa này gì cả. Đấy, rất là đẹp rồi. Hàng đầu ra mạng. Đây lưới của loa này các bạn, lưới của loa nó có những vết bẩn này các bạn. Bẩn này chưa vệ sinh, chưa giặt này. Đấy. Logo BVK này, lưới có khung bằng nhựa nhá. Đấy, khung bằng nhựa rất là đẹp. Cặp loa này thì thị trường có những thời điểm giá lên tận trên 6 triệu một chiếc này nhé. Thị trường thời điểm có những thời điểm giá nó trên 6 triệu, nó khoảng 6 triệu rưỡi. Thì cặp loa này đầu xuân em giao lưu với các bác là giá 4 triệu 750 nghìn nhé. 4 triệu 750 nghìn đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm thêm một phong bao lì xì. Các bác nhé. Đấy. BVKNCG60S2. S2 hay S3 này em quên mất rồi. Nhưng mà nó S2 nhé. S2. Thị trường có những nơi hơn 6 triệu nhé, em bán cho các bác giá 4.750.000 đầu xuân. 4.750.000 bao ship tặng kèm thêm phong bao lì xì. Các bạn nào chốt những cái mã nào thì các bạn Zalo với em nhé, các bạn Zalo với em rồi em sẽ gửi thêm hình ảnh rồi báo giá chi tiết rồi là sẽ tư vấn thêm cho các bác. Đấy. Sẽ báo giá lại từ đầu. Còn Mazda này EQ515 này giá 3.5 triệu em bao ship này, tặng kèm phong bao lì xì này. Bao xe BVK Solid cặp loa lời, các bác vừa nghe nhạc vừa trả lời, giá 3.500.000, bao ship tặng kèm phong bao lì xì. Cặp loa Bose 301 314 nhá, 314 xong này nó xuất cho thị trường Nhật Bản thì nó gọi là 314. Còn dòng quốc tế thì nó là 301C4 nhá. Về cơ bản nó như nhau thôi. Nó chỉ khác cái tên để nó xuất cho các cái thị trường khác nhau thôi. Cặp này thì em bán 6 triệu rưỡi này, em bao ship này, tặng kèm phong bao lì xì này. Thị trường giá loanh quanh tầm 9 triệu trên 9 triệu thôi nhá. Cặp loa Tannoy CP5 này bán 3.8 triệu bao ship này, tặng kèm phong bao lì xì. JBL con choi 1 Extreme này, cặp này bán 2.5 triệu bao ship, tặng kèm phong bao lì xì. JBL con choi 3 Pro giá 2.8 triệu bao ship, tặng kèm phong bao lì xì. Tiếp theo là cặp Bose 20, cặp này nó cặp Bose 121 nhé, Bose 121 giá 3.5 triệu bao ship, tặng kèm phong bao lì xì. Bose 111 PIB cặp này là 3 triệu bao ship, tặng kèm phong bao lì xì. Bose 101 lưới sắt. Các bác thích lưới sắt thì em có chốt cặp này nhé. Còn các bác thích lưới vải em cũng có. Lưới vải em vẫn còn nhiều nhé. Em không chưa thời gian để bóc hàng. Có cả lưới vải nhé. Lưới sắt có, lưới vải cũng có. Cặp này cặp lưới sắt nhé. Các bác thích lưới sắt thì các bác chốt cặp này. Còn các bác thích lưới vải thì các bác cứ nhắn tin Zalo em thì em sẽ chụp ảnh cặp những cặp lưới vải em gửi cho các bác xem. Cặp này là 2.7 triệu bao ship tặng kèm lì xì nhé. Tiếp theo là một cặp Center, loại nó là loa Center nhá, loa Center các bác ghép vào các cái bộ dàn nghe nhạc xem phim. 5.1 7.1 mà nó chưa có loa, các bác chưa có loa Center thì các bác mua cái loa này về các bác nắp vào. Hoặc là các bác mua cái loa này nắp vào, hoặc là các bác có những cái loa Center mà nó không hay thì các bác có thể mua cái loa này về các bác nắp vào để các bác thay thế nhá. Nghe nhạc xem phim rất là hay, rồi trả lời karaoke rất là tốt. Loa Center BVK NCG60S2 này thì em có giá là 4.750.000 nhé, 4.750.000 bao ship tặng kèm phong bao lì xì. Thì bác nào nhu cầu những cái món nào thì cứ gọi điện trực tiếp cho em hoặc là các bạn Zalo thì em sẽ gửi cho các bác xem hình ảnh chi tiết cụ thể rồi báo giá để tư vấn thêm cho các bác. Đấy, thì các bác mua những món nào thì cọc trước cho em khoảng một ít thôi nhé, thì một hai hôm nữa là bên vận chuyển họ nhận vận chuyển thì em sẽ gửi hàng cho các bác. Ok các bác nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.